bạn ơi, các bạn thấy hôm nay ha, cô Thủy có góc xây dựng nè ha, có góc gia đình nè, có góc toán nè, các bạn có biết cách chơi góc toán của lớp mình chưa? Và đây góc bán hàng ha. Bây giờ cô mời mỗi góc gia đình sẽ có 4 bạn thôi ha. Rồi bây giờ cô mời các bạn đi ra về góc chơi đi. Không có giành nhau, mỗi góc 3-4 bạn thôi. Rồi Hồng Hạnh qua kia bán hàng đi. Rồi con ngồi đi con chơi đi.